Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh Trần Nam đây là một chiếc xe bán tải. Và xe bán tải thì cũng đã quá quen thuộc trong đời sống và công việc của chúng ta rồi. Nhưng mà ở thành phố Đà Nẵng thì xe bán tải còn mang một ý nghĩa khác, đó chính là kết nối những tấm lòng. Và câu chuyện này chúng tôi sẽ kể trong chuyên mục Xe và Gia đình hôm nay. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin mới nhất về những chiếc xe nhé. Thị trường xe điện đang nóng dần, đặc biệt là xe máy điện. Nguyên nhân là do giá xăng chạm mốc 30.000 đồng một lít, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng xe máy điện thay cho xe máy chạy bằng xăng để tiết kiệm chi phí di chuyển. Với tình trạng giá xăng vẫn còn treo trên đỉnh đầu, xe máy điện đang là một giải pháp hợp lý, vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa bảo vệ môi trường. Hiện nay, xe điện đang được ưu đãi nhiều chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lệ phí trước bạ trên toàn quốc. Cuộc khủng hoảng thiếu chip và đứt gãy chuỗi cung ứng đang tác động mạnh mẽ đến thị trường ô tô Việt Nam. Điều này khiến nhiều mẫu xe khan hàng, đẩy giá, kết quả bán hàng sụt giảm. Kể cả một số mẫu xe đang được người tiêu dùng quan tâm như Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, VinFast VFE 34, Ford Ranger. Tình trạng khủng hoảng thiếu chip và đứt gãy nguồn cung ứng đã khiến các hãng xe tại Việt Nam lẫn thế giới điều đứng. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi IIAS, Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ cho biết, sự gia tăng của xe cỡ lớn trong những năm gần đây có thể giúp người ngồi trong xe an toàn hơn, nhưng với người bên ngoài thì ngược lại. Các dòng xe cỡ lớn như SUV, van hay bán tải có tỷ lệ gây tử vong cho người va chạm khi vào cua cao hơn hẳn các dòng xe cỡ nhỏ. Nguyên nhân là do kích thước, thiết kế của xe cỡ lớn khiến người lái xe bị che khuất một phần tầm nhìn khi vào cua, tăng khả năng gây tai nạn. Maserati vừa tiết lộ những hình ảnh đầu tiên của Gran Turismo Folger, chiếc xe điện đầu tiên của hãng. Chiếc xe này mang nhiều nét tương đồng với thế hệ Gran Turismo hiện tại và chỉ có một số thay đổi nhỏ. Hãng cho biết đây sẽ là mẫu Maserati mạnh nhất từ trước đến nay với công suất hơn 650 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 2,5 giây. Ngoài phiên bản chạy điện hoàn toàn, Maserati Gran Turismo Folger sẽ có tùy động cơ xăng và hybrid. Chiếc xe đang trong quá trình thử nghiệm mùa đông và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2023. Thaco vừa giới thiệu Kia K3 1.6 Turbo GT tại thị trường Việt Nam. Sau 4 phiên bản trước thì Kia K3 1.6 Turbo được nâng cấp khá nhiều ở thiết kế ngoại thất, tiện nghi và công nghệ an toàn. Đặc biệt, mẫu xe này được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6 Turbo GDI với mã lực lên đến 201, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hàng đầu phân khúc, phù hợp với khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm thể thao công nghệ. Mức giá niêm yết của Kia K3 1.6 Turbo GT hiện nay là 759 triệu đồng. Năm 2021, những đoàn người chạy xe máy từ phía Nam ngược ra Bắc. Cuộc mưu sinh ngược, chạy từ nơi phồn hoa đô hội về lại quê nghèo. Đồng hành với họ vẫn là đùm, là nắm, nhưng không phải là đùm quà bánh như mọi lần về quê, mà là đùm toàn bộ tài sản để về quê chạy dịch. Một số xe máy trong số đó đang được để lại tại 117 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ những chiếc xe, anh Toàn, thành viên của câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng, kể cho chúng tôi nhiều câu chuyện về số phận con người. Đại đa số những xe này là gần như không có nhớt và không có sên và đã gần như bể hết máy ở phía trong. Đấy, thì gần như là không có thể đi được, nhìn cái xác nó như này nhưng mà máy móc gần như đã hư hỏng hoàn toàn. Trước này của một bạn ở Phú Thọ, bạn ấy là Hoàn. Bạn ấy bạn vào Bình Dương để lập nghiệp, là để đi làm thợ xây dựng, để kiếm tiền gửi về cho vợ. Nhưng mà khi vào thì không có công việc để làm, để giao dịch. Bạn ở trong đó 3 tháng thì không còn tiền nữa. Và bạn được một cái người trong xóm trọ là buôn ve chai. Thì buôn sắt vụn nên mua được cái xe này và về nói còn đi được cho bạn ấy, bạn chạy về. Đây là chiếc xe anh em hay trêu với nhau là chiếc xe mà có thể quay được 360 độ. Ở đấy. Anh thấy giờ đây mình cũng phải quay được 360 độ. Mặc dù đã bị hình như là bị gãy nhưng mà những cái chủ nhân của chiếc xe vẫn cố tìm cách để mà khoan lỗ và để níu giữ cái xe này, đúng không? Đúng rồi. Chiếc xe này thì gần như là không còn có hoạt động được, không có đèn luôn. Cái này là nó bị mất cái yên hay là họ ngồi như thế này luôn hả? Anh không biết chứ khi đi về đây là như này. Mà anh nghĩ là cũng có thể là do họ đi trên đường bị hư hỏng hoặc là khi vận chuyển nó bị mất, nhưng mà do cái xe nó, cái mấu chốt là cái xe nó quá cũ rồi. Dạ. Nó không còn cái được có những cái kết nối nữa thì nó mất.
Với tất cả những sự rệu rã đó, những chiếc xe này được đẩy lên một cuộc hành trình thiên lý dài hàng nghìn km. Một cuộc trường chinh trải qua muôn vàn gian khó để tìm chốn lánh nạn nơi quê nhà. Cái này khi mà anh gặp những cái trường hợp này thì mình cũng có hỏi họ là xuất phát từ đâu đến đâu. Yeah. Và cái này thì cái ý tưởng này là có một người bạn trong câu lạc bộ đó. Họ muốn rằng là có một cái thông tin gì đó để cho mọi người hiểu được. Yeah. Một chiếc xe này nó không phải chiếc xe bình thường mà nó gắn với một câu chuyện. Yeah. Và chiếc xe này thì nếu như mà trước khi những người bà con bước chân để về quê thì trong đầu họ bắt buộc phải di chuyển từng này km để về đến quê hương. Đã có những vụ tai nạn trên đường về quê vì chiếc xe vốn ban đầu đã không đủ an toàn nhưng lại buộc phải trải qua một cuộc hành trình quá dài. Có chiếc xe máy gãy đầu giữa đường, ngay trên đỉnh đèo Lò Xo. Nhiều chiếc xe không gương, không đèn, cháy bugi, chở theo người già, trẻ em, cả người khuyết tật và bà bầu. Thời điểm mà bà con về nó trúng cái thời điểm là Đà Nẵng nó bị áp thấp nhiệt đới. Yeah. Mưa lũ rất là lớn và có cả sạt lở. Thế cái đường ở khu vực Quảng Nam về thì gần như mà anh em thì có khi là 1-2 giờ sáng là xử lý hỗ trợ cho bà con. Thì trong cái đợt mà tiếp ứng về lương thực thực phẩm của bà con Đà Nẵng nói chung và của câu lạc bộ xe bàn tải nói riêng thì con anh mới ghi lại được những hình ảnh và những cái khó khăn của bà con đó và có đăng thêm một số cái thông tin về các cá nhân và fanpage câu lạc bộ. Thì được một số mạnh thường quân đã hỗ trợ cho những chiếc xe nào mà không đủ điều kiện tham gia giao thông thì sẽ được đổi một chiếc xe mới. Đấy, và thêm 2 triệu đồng cái tiền đó là để về làm giấy tờ, gọi là tặng một chiếc xe đầy đủ từ đầu đến cuối. Và ban đầu thì bọn anh cố giữ lại những khi mà họ nhận xe mới thì họ cũng không thể đi ăn xe cũ về được. Và họ nghĩ lại thì ban đầu mình sẽ đem về để mình sửa chữa. Một số xe đi được thì mình sẽ tặng cho những người khác. Và một số còn lại thì bọn anh đã để lại ở đây. Với sự giúp đỡ của người dân Đà Nẵng nói chung và các tổ chức thiện nguyện, trong đó có hội xe bán tải Đà Nẵng, những đoàn người đi xe máy về quê ngang qua thành phố này đã nhận được nhiều sự tiếp sức, từ miếng bánh, chiếc khăn lau, đôi găng tay, chai nước cho đến cả một tài sản mới. Đó, anh cho xe mới đi. Rồi, ok, anh này đã giao dịch thành công nha, anh dắt chiếc xe mới đi rồi các bạn ơi. Và đây chiếc xe này được lưu lại. Kiên cảnh bà con mà chở hết tài sản của mình trên xe về ấy, bởi vì khi bà con về là gần như chắc định về luôn. Người thì chở theo quạt, người thì chở theo, thậm chí là có thú cưng, chó hay là cũng phải chở đi theo. Rồi có đồ gì chở nấy trên xe. Thì thực sự mình khi cũng có nhiều lúc mình cảm thấy mình nhớ lại, mình mong muốn lưu giữ được một cái gì đấy. Nhưng thực sự cái khoảng đó thời gian không cho phép. Nhưng riêng chiếc xe này thì mình trước khi đi lên thì mình có thời gian một xí là mình đã mua cho anh ấy đôi dép. Đấy, dép mới. Mình nhờ một người bạn mua đôi dép mới, mua mũ bảo hiểm mới. Đó, và lên cũng hỏi anh là cái này có thật trân quý với anh không? Thì cho xin lại để làm kỷ niệm. Bởi vì thực sự là tất cả những cái xe mình trao tặng ở đây thì gần như không giữ được cái hiện trường mà lúc họ về bao nhiêu, bởi vì do thời tiết mưa gió. Nhưng riêng chiếc này thì lại giữ được cả lúc anh ấy đi về như thế này, và mình giữ được anh ấy đeo một sách, một cái túi đồ cá nhân về thôi. Còn lại mình cũng xin lại đôi dép và tặng anh đôi dép mới và mũ bảo hiểm mới và một chiếc xe mới để anh trở về quê. Được nhận xe mới, nhiều người đã bật khóc không nói nên lời. Đặc biệt là những đồng bào dân tộc thiểu số, họ đứng ngơ người vì tưởng đó là chuyện đùa và họ không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc vào lúc ấy. Với cá nhân anh Toàn, việc cho đi không chỉ là cho người khác mà còn là sự trả lại ân tình trong quá khứ. Anh thì thực sự là ngày xưa anh cũng khi ra xa quê thì anh cũng vất vả giống như người như này. Và anh cũng được người khác cho anh một chiếc xe để đi lại để làm ăn. Đó thì cái này là cái quan trọng nhất để anh giữ lại tất cả những chiếc xe này. Là mình thì cảm thấy cái bản thân mình may mắn, nếu mà cách đây 10 năm mà nó không dịch như này thì mình chẳng khác nào những người như thế này hết. Ngoài tặng xe máy mới, hội xe bán tải còn hỗ trợ bà con di chuyển an toàn qua địa bàn Đà Nẵng và nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Đặc biệt trong thời gian đại dịch, những chiếc xe bán tải trở thành công cụ đắc lực để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch của thành phố. Chiếc xe bán tải nó có những cái lợi thế rất là nhiều, là nó có cái cabin là tách rời so với cái thùng hàng. Thì khi mà các tài xế hỗ trợ cái việc vận chuyển hàng hóa thì nó sẽ đảm bảo gần như an toàn khoảng độ 80% cho cái tài xế, nếu như mà tài xế không xuống xe hoặc là không tiếp xúc với lại người bốc hàng hoặc là nơi xuống hàng.
Thì thường ở tiêu chí của câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng thì khi mà vận chuyển hàng hóa thì đến cái nơi bốc hàng hóa thì một là tài xế tự bốc, hai là người dân tự bốc lên thùng xe. Khi đến nơi trả hàng thì một là tài xế tự hạ xuống, hai là cái người dân tự bốc hàng từ trên thùng xe trả xuống để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho cái người nhận hàng, người giao hàng cũng như là tài xế. Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển đơn thuần, mà mỗi sự lựa chọn xe còn nói lên tính cách của chủ nhân, và mỗi chiếc xe thì còn kể những câu chuyện vô cùng ý nghĩa và thú vị đằng sau đó. Và hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ truyền năng lượng tích cực đến cho quý vị. Và chúng tôi còn kể rất là nhiều câu chuyện thú vị khác ở chuyên mục Xe và Gia Đình những số tiếp theo. Quý vị đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.